với cả Hồng, nhưng mà Hồng bảo là phi công mà đòi lại máy bay thì nó là hot. Nhưng mà cách đây 5 năm thì là hai chị em chỉ là đúng sau 5 năm đã được tháo cái nút thắt. Đó là hai chị em chân chính luôn. Và hai chị em chỉ là hai chị em rất là yêu thương nhau, chân chính nhau. Và hôm nay Bích Hồng đến đây để mà chia sẻ những cái lời chúc phúc nhất đến với cả hai em. Và thực sự là cô dâu quá là tuyệt vời so với tất cả những người yêu cũ của Thắng. Đúng không ạ các mọi người? Đúng không ạ? Và Bích Hồng không có gì để nói ngoài thì chúc cho hai em coi như là sống luôn vui vẻ, hạnh phúc và sớm sinh quý tử nhá. Cảm ơn. Người yêu cũ thứ tư. Lần này mình phải di chuyển gần hơn với các người yêu cũ. Đây, cho em phát biểu đôi lời gửi lời chúc đến cô dâu chú rể. Xin mời em. Chào cho tất cả cô chú và cả các bạn chị ở đây ạ. À? Em miền Trung à? Dạ. Em là đến từ đâu? Em là Nghệ An. Nghệ An. Dạ. Đi đến đây có mệt không? Khá là mệt. Một tràng vỗ tay cho sự nỗ lực của người yêu cũ. Thực ra thì lúc mà em quen anh Thắng là lúc ý kinh tế của em còn rất là khó khăn, bởi vì không đủ can đảm và cái điều kiện ấy, cho nên là em đã chấp nhận là ra đi, mặc dù anh thì có lên kéo. Thế nhưng mà trong lúc mà chia tay rồi ấy, thì anh cũng đã giúp cho em về kinh tế và cũng động viên cho em về cái công việc, định hướng công việc cho em rất là nhiều. Mặc dù là bây giờ em cũng khá là khó khăn, nhưng mà em cũng đã cố gắng để em sắp xếp công việc của mình đến đây. Hôm nay thì khi mà đến đây thì em không phải là để phá nổi hay cái gì, mà em muốn mong muốn rằng là anh chị sẽ thật hạnh phúc. Và lời cuối cùng em muốn gửi đến cho anh chị đó là chúc anh chị hạnh phúc và sớm sinh quý tử ạ. Cảm ơn em rất nhiều. Rồi, em mục đích đến đây là không phải để phá gì đâu. Nghe giọng dễ thương lắm luôn. Đây người cuối cùng ạ. Xin mời em. Thực ra thì em cũng không biết nói gì hơn ngoài việc là chúc anh chị hạnh phúc và sớm sinh quý tử để có thể giữ đúng lời hứa với em là làm thông gia với em ạ. Sao phải làm thông gia là như thế nào anh không hiểu? Thực ra thì cái thời điểm mà em quen anh Thắng thì là bọn em cũng chỉ dừng lại ở cái mức độ tìm hiểu thôi. Đấy, cũng chưa đi xa đâu. Đấy, và sau một thời gian tìm hiểu thì em thấy là em với anh Thắng thì cũng là những cái người mà khá là quan tâm đến cái việc sự nghiệp ấy. Nên là bọn em mới quyết định là coi nhau như những người bạn, người anh em, người cộng sự với nhau, giúp đỡ nhau trong công việc và trong cuộc sống rất là nhiều. Và nếu mà có duyên thì bọn em sẽ làm thông gia với nhau ạ. Rồi, cảm ơn những người yêu cũ rất nhiều. Thật ra là ngày hôm nay rất đặc biệt, bởi vì trong quãng thời gian mà anh đi dẫn chương trình và đặc biệt là dẫn cưới ấy, lần đầu tiên vì anh xem trên các đoạn clip ở trên mạng rất là nhiều là có người yêu cũ đến rồi, cũng không có những việc không hay, nhưng mà đây là lần đầu tiên mà anh nhìn thấy sự tử tế trong tình yêu và đặc biệt là sự tôn trọng nhau. Chúng ta dành một tràng pháo tay cho những người bạn cũ, những người tri kỷ, được không ạ? Và nhìn thấy mọi người thì tự nhiên nhớ đến Trấn Thành, một MC rất nổi tiếng, cũng nói rất là nhiều câu chuyện cũng như là câu nói về tình yêu. Thì trước khi các em xuống thì anh cũng nhân tiện trong tình yêu của Thắng thì anh có một câu như thế này. Trong cuộc sống này thì mình may mắn thì mình gặp một người rồi mình yêu suốt đời, còn nếu không, mình cảm thấy không hợp nhau thì mình hãy cho mình cái quyền là yêu nhiều người, nhưng hãy để như Thắng và Thiệp ấy, là hãy để cho người cuối cùng là người tốt nhất ở lại với mình, đúng không quý vị? Nếu quý vị thấy đúng thì một tràng vỗ tay được không ạ? Xin chúc cho các em sẽ có những tình yêu thật là trọn vẹn. Và bây giờ xin mời các em sẽ di chuyển xuống phía dưới được không? Và mong rằng trong lễ cưới ngày hôm nay sẽ có những anh chàng may mắn sẽ có được tình yêu của những cô gái. Và xin được cảm ơn. Và không biết là từ nãy giờ là xin phép Thiệp rồi thì Thắng là một người bạn rất là thân thiết, thì không biết Thắng suy nghĩ như thế nào, cảm xúc ra sao khi mà nghe rất là nhiều cô gái chia sẻ những tri kỷ của chúng ta, đúng không? Xin mời em. Thật ra là trong đấy có một người chị, và nói chung là người chị đấy cũng giúp đỡ em trong công việc thôi. Tức là nó khoảng thời gian đấy mình không định hình được, tức là đâu là tình yêu, tức là
và đâu, tức là nó cái cảm xúc nó khó tả. Đấy thì thành ra là chị ấy giúp đỡ cho mình nhiều. Đấy thì mình cứ, tức là có thể là bị ngộ nhận là yêu thôi. Đấy chứ chưa chính thức yêu. Đấy tức là bà chị vừa đứng đây, chị Hồng ấy. Đấy, và còn những cô gái kia thì mình cũng xin phép. Đấy, vợ mình trước khi mời và vợ mình cũng có đồng ý. Mình nghĩ là chơi với Thắng một thời gian, mình nghĩ Thắng bản chất tốt thì sẽ gặp được người tốt, vì là mây tầng nào gặp mây tầng ấy. Nhưng ngày hôm nay sau những lời chúc của những người bạn thì Tuấn Anh thật sự thấy là tình cảm cũng như là cái sự đối xử với nhau của các bạn thật sự rất là tử tế. Xin được cảm ơn Thắng rất nhiều. Và bây giờ danh sách thì tạm thời là tạm ngưng. Nhưng mà chúng ta ngoài tình cảm của bạn bè thì không thể nào quên được lòng hiếu thảo. Và bây giờ thì xin được mời quay trở lại bố mẹ của Thắng và mẹ của cô dâu Thiệp được không ạ? Xin được mời các bác ạ sẽ lên khu sân khấu để cho Thắng và Thiệp sẽ gửi